Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà. Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã An Châu, huyện Đông Hưng. Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi trượt pa tanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo một số cơ quan ban ngành của Trung ương, của tỉnh và các thế hệ học sinh của trường đã tới dự. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng trường không ngừng phát triển về mọi mặt, luôn là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo Thái Bình. Từ mái trường này, nhiều thế hệ giáo viên học sinh đã trưởng thành, đi khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài để học tập, lao động, công tác. Nhiều người có học hàm, học vị cao, giữ cương vị lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Nhiều người đã trở thành những doanh nhân, nhà quản lý giỏi, cán bộ khoa học tài năng, thầy thuốc ưu tú, sĩ quan, tướng lĩnh và anh hùng trong các lực lượng vũ trang. Trong thời kỳ mới, trường đã tập trung quan tâm bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Vì thế mà trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Tỷ lệ học sinh giỏi các môn văn hóa tăng lên qua từng năm. Tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp và thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hàng năm được duy trì ổn định ở mức cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 cho trường Trung học phổ thông Nam Duyên Hà, đồng thời ghi nhận những thành tựu nổi bật trong suốt chặng đường 50 năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh của trường tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Chú trọng phát triển cả về giáo dục văn hóa, giáo dục thể chất và đạo đức nhân cách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục tình trạng dạy lệch, học lệch còn khá phổ biến hiện nay. Đồng thời, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, giáo dục kiến thức về lịch sử, văn hóa, về truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của quê hương đất nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, giúp các em hiểu và trân trọng hơn các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, tạo nền tảng vững chắc để trở thành những con người trung thực, nhân văn, vừa có kiến thức văn hóa, kỹ năng cơ bản để sống tốt và làm việc hiệu quả, vừa có hoài bão lớn, lý tưởng cao đẹp để phục vụ Tổ quốc và cộng đồng. Trước hết, mỗi thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh nhà trường cần nắm chắc và hiểu rõ truyền thống văn hiến, hiếu học và cách mạng của quê hương chúng ta. Huyện Hưng Hà, Phủ Long Hưng, Chấn Sơn Nam Hà xưa, vùng địa linh nhân kiệt, nơi được xem là chốn rạng rỡ đất văn, oai phong đất võ, để bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đối với đất nước quê hương, với mái trường mình, từ đó xác định trách nhiệm, bổn phận của cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đồng chí đề nghị các thầy cô giáo cần nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học, gắn liền lý thuyết với thực hành, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm Trung tâm Sản xuất Công nghệ cao Veston Hưng Hà thuộc Tổng Công ty May 10. Trung tâm Sản xuất Công nghệ cao Veston Hưng Hà thuộc Tổng Công ty May 10 có tổng vốn đầu tư cho cả hai giai đoạn là trên 400 tỷ đồng với 7 dây chuyền may Veston xuất khẩu, công suất từ 1,2 đến 1,5 triệu bộ Veston một năm. Mặc dù giai đoạn 2 mới được hoàn thiện và đi vào hoạt động, song đến nay, Trung tâm Sản xuất Công nghệ cao Veston Hưng Hà đã thu hút và tạo việc làm cho trên 870 lao động, với mức thu nhập trung bình từ 5,5 đến 5,8 triệu đồng một người một tháng. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2016, Trung tâm đã sản xuất đạt tổng doanh thu trên 300 tỷ đồng, trong đó doanh thu gia công là trên 100 tỷ đồng. Dự kiến khi lấp đầy các dây chuyền sản xuất, Trung tâm Sản xuất Công nghệ cao Veston Hưng Hà sẽ thu hút và tạo việc làm cho khoảng 1.300 lao động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tư duy năng động, mạnh dạn trong đầu tư và sự sáng tạo linh hoạt trong điều hành sản xuất của Trung tâm Sản xuất Công nghệ cao Veston Hưng Hà nói riêng và Tổng Công ty May 10 nói chung. Đồng chí mong rằng đơn vị tiếp tục nghiên cứu, không ngừng cải tiến mẫu mã, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hợp tác trong đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng chí cũng lưu ý đơn vị trong quá trình sản xuất phải thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động. Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình chuẩn bị vận hành thử nghiệm một số hệ thống thiết bị và công trình bảo vệ môi trường của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình công suất 600 MW. Theo đó, kế hoạch vận hành thử nghiệm một số hệ thống thiết bị được tiến hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016, chạy thử bơm nước làm mát tổ máy số 1, chạy thử lò hơi phụ, ngày 5 tháng 12 làm sạch lò hơi số 1. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2017 đến ngày 5 tháng 9 năm 2017, chạy thử lò hơi số 1. Ngày 15 tháng 11 năm 2016, chạy thử hệ thống khử bụi tĩnh điện số 1. Ngày 27 tháng 3 năm 2017, chạy thử hệ thống thải xỉ đáy lò số 1. Ngày 17 tháng 3 năm 2017, chạy thử tua bin số 1. Ngày 20 tháng 3 năm 2017, chạy thử máy phát số 1. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2017, chạy thử tua bin số 2. Và ngày 13 tháng 8, chạy thử máy phát số 2. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại tổ máy 1 vào tháng 10 năm 2017, tổ máy số 2 vào tháng 4 năm 2018. 10 tháng năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn bột cá Thụy Hải, huyện Thái Thụy thu mua gần 30.000 tấn cá tươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn bột cá Thụy Hải tại cụm công nghiệp xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy sản xuất bột cá, thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản. Với công nghệ hấp sấy gián tiếp cá tươi bằng hơi nước, từ 2 dây chuyền sản xuất ban đầu đến nay nâng lên thành 4 dây chuyền. Năm nay được mùa đánh bắt thủy hải sản, giá thu mua ổn định từ 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Ngày cao điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn bột cá Thụy Hải thu mua 400 tấn cá nguyên liệu, đáp ứng toàn bộ sản lượng đánh bắt của ngư dân từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng đến Quảng Ninh. 10 tháng năm 2016, tổng sản lượng thu mua 28.000 tấn cá tươi nguyên liệu, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2015. Sau 2 vụ liên tiếp với doanh nghiệp để trồng ngô non hay còn gọi là ngô sinh khối, hiện nay bà con nông dân xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà yên tâm mở rộng sản xuất. Tận dụng tối đa diện tích đất bãi bồi ven sông Trà Lý, bà con nông dân xã Hồng Minh tiếp tục mở rộng diện tích đất trồng ngô sinh khối từ 10 ha ở vụ thứ nhất lên 50 ha vụ thứ hai. Sau thu hoạch, toàn bộ sản lượng ngô non gồm cả cây và bắp được bán cho trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao đóng trên địa bàn xã với mức giá theo hợp đồng đã ký kết ngay từ đầu vụ là 930.000 một tấn. Ngô sinh khối có thời gian sinh trưởng ngắn nên mỗi năm người dân có thể sản xuất được 3 vụ. Do mật độ cây trồng cao nên mỗi sào ngô sinh khối đạt năng suất trung bình khoảng 2 tấn. So với trồng ngô lấy bắp hoặc trồng các cây rau màu thì trồng ngô non cho hiệu quả cao hơn. Đặc biệt trong trường hợp gặp phải thiên tai bão gió thì doanh nghiệp vẫn thu mua giúp bà con nông dân. Việc hình thành duy trì mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp vừa giúp doanh nghiệp chủ động vùng nguyên liệu sạch cho mình, vừa giúp nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, trong khi có không ít nông dân đang thờ ơ với ruộng vườn, thì ở xã An Châu, huyện Đông Hưng có rất nhiều nông dân mạnh dạn thuê ruộng để xây dựng mô hình trồng màu tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Bùi Văn Khuê ở thôn An Nạp, xã An Châu, huyện Đông Hưng là một ví dụ. Phóng sự do phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Đông Hưng thực hiện. Với 2 mẫu ruộng thuê loại của người dân trong thôn, ông Bùi Văn Khuê ở thôn An Nạp, xã An Châu, huyện Đông Hưng đã cải tạo trồng cây ăn quả, cây dược liệu và cây màu. Gần 3 năm nay, mô hình này đã cho gia đình ông thu lãi trên 150 triệu đồng một năm. Từ cái việc mà ông ấy tích tụ được gần 2 mẫu đất sản xuất lúa kém hiệu quả, thì ông đã chuyển sang mô hình rau màu tổng hợp, chuyên sản xuất những cây rau màu. Trong một năm thì luôn canh từ 5 đến 7 vụ, thì bước đầu là hiệu quả được đánh giá là rất cao. Ông Khuê nổi tiếng là người mê ruộng và chịu khó. Từ những vùng đất khô cằn, khó sản xuất, ông đã quyết tâm cải tạo, trồng 125 ụ thanh long, 3.000 gốc cây đinh lăng, 3 sào ớt, bí đao và các loại cây khác. Lấy cây coi ngắn ngày, nuôi cây dài ngày. Từ coi chỗ đó luân canh cây trồng hàng năm. Đấy, có thể coi một vụ trồng được 3-4 thứ cây. Hỏng cây nọ thì tôi được cây kia. Đấy. Chọn cây làm vườn và lánh vụ đang là cách mà ông Khuê áp dụng. Vì thế trước khi trồng cây gì, ông đều tìm hiểu kỹ đặc tính, thời gian sinh trưởng và hiệu quả kinh tế mới đưa vào gieo trồng. Tôi thấy cái chất lượng hiệu quả của anh Khuê đây, anh làm vườn thì tôi cũng thấy rất cao. Tôi mong bà con coi như là nhân dân coi như là theo cái mô hình của anh Khuê này. Hiệu quả từ mô hình của người nông dân ôm ruộng làm giàu này đã cho thấy làm ruộng vẫn có lãi nếu biết tận dụng hết tiềm năng sẵn có của đất. Thưa quý vị và các bạn, tích tụ ruộng đất là chủ trương được cấp ủy chính quyền huyện Đông Hưng chỉ đạo thực hiện để sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn. Thành công của ông Khuê ngày hôm nay là minh chứng cho chủ trương này. Và đây là bài học cho những người nông dân đã và đang trong quá trình thực hiện việc tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Gần 130 hộ dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ tự nguyện giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường DH75. Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi trượt bao tanh. Sáng nay, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm Cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2016. 250 hội viên đại diện cho hàng nghìn người là lưu học sinh, cán bộ học tập, công nhân lao động tại nước Nga đang công tác sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã về dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm Cách mạng tháng 10 Nga. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại không chỉ đối với nhân dân Nga mà còn là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã giúp cho cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước và đã mở ra cho dân tộc Việt Nam con đường đấu tranh giành lại độc lập, giành lại quyền làm người. Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Thái Bình phát động hội viên đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, tham gia các hoạt động nhân đạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh, giới thiệu đại biểu đi dự đại hội lần thứ 5 của Trung Hội hữu nghị Việt-Nga tổ chức tháng 12 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, gần 130 hộ dân ở xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ đồng tình tự nguyện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chính quyền và nhà thầu để phục vụ cho việc thi công tuyến đường DH75. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối các xã phía Tây Bắc của huyện Quỳnh Phụ với các khu vực lân cận. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Tuyến đường DH75 do Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư, do công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang là nhà thầu thi công, được triển khai xây dựng từ giữa tháng 5 vừa qua. Qua xã Quỳnh Thọ có chiều dài là 5 km, bằng với 1/3 tổng chiều dài toàn tuyến. Hiện tại, gần 130 hộ dân sống dọc hai bên đường mà dự án đi qua đều tự nguyện phá rỡ, thu gọn các công trình như tường bao, cổng dậu, cây cối, bàn giao cho dự án. Cái con đường này thì sau này nó sẽ giúp trực tiếp cho người dân chúng tôi ở đây. Vì đường xá rộng rãi, thoải mái, đi lại lưu thông nó tốt thì nói chung kinh tế của chúng tôi nó sẽ phát triển lên. Cách làm của chính quyền địa phương là theo hướng cuốn chiếu, dễ làm trước, khó làm sau, vướng mắc ở đâu giải quyết ở đó. Quá trình kiểm đếm, đền bù phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng và đặc biệt chú trọng đến công tác đối thoại, bàn bạc với nhân dân. Qua quá trình giải phóng từ đất lúa rồi các cái diện tích đất thổ canh, thổ cư, các tài sản cây cối được kiểm đếm và cũng được ký kết hợp đồng một cách thống nhất cao, và đến qua quá trình thi công thì không có một vấn đề gì, không có một ý kiến gì thắc mắc của nhân dân trong các nội dung giải phóng bằng dự án cái đường DH75. Phía đơn vị thi công cũng cam kết ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng sẽ tập trung nhân lực, trang thiết bị máy móc để thực hiện dự án. Quá trình triển khai đảm bảo thời gian, chất lượng công trình, không gây ảnh hưởng đến người dân nơi có tuyến đường đi qua. Thời gian này về cái mùa khô chúng tôi đang đẩy nhanh những tiến độ về những cái hạng mục mà nằm ở dưới cái nước. Cái thứ nhất là về cái một số kè đá của những tuyến dọc sông rồi ao hồ trên tuyến đường thi công đi qua, và hai nữa là triển khai những cái rãnh dọc rồi cống ngang qua đường. tuyến đường DH75 có chiều dài hơn 15 km. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng yêu cầu giao thông của huyện Quỳnh Phụ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Quỳnh Phụ nói riêng và của tỉnh Thái Bình nói chung. Thời tiết chuyển lạnh và ẩm là yếu tố nguy cơ khiến bệnh khớp tái phát và biểu hiện là sưng đau ở các khớp tay chân. Sau đây là một số biện pháp giúp phòng ngừa bệnh phát tác và giảm đau khi trời trở lạnh. Người mắc bệnh khớp cần dưỡng cơ thể mình trước khi ra ngoài, trong đó đặc biệt lưu ý các khớp. Khi có dấu hiệu nhức khớp, tê mỏi xảy ra, nhất là sau khi ngủ dậy, đau ở vị trí nào thì hãy làm nóng vùng xung quanh vị trí đó bằng cách xoa bóp nhẹ nhàng, giúp các mạch máu giãn ra, vận chuyển máu được dễ dàng đến nuôi các khớp. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong các bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ các vi chất cần thiết. Hàng ngày nên vận động nhẹ nhàng các khớp gối, cổ chân, bàn chân, ngón tay, nhất là lúc sáng sớm vừa ngủ dậy, theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa khớp. Khi bị đau nhức khớp vào mùa lạnh, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được xác định nguyên nhân và có chỉ định điều trị sớm. Hiện nay, trượt patin đang là một môn thể thao khá phổ biến và thu hút nhiều bạn học sinh, sinh viên và cả trẻ em. Tuy nhiên, đây là một trò chơi khá nguy hiểm, nhất là những khi người chơi lại không mang đồ bảo hộ. Trượt patin là môn thể thao giải trí lành mạnh, giúp cho người chơi năng động hơn và hình thành khả năng phản xạ nhanh. Mặc dù đây là môn thể thao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhưng một số người chơi, nhất là các em nhỏ vẫn còn lơ là, không mang đồ bảo hộ như tấm lót khuỷu tay, tấm lót đầu gối, mũ bảo hiểm. Hầu hết các sân trượt đều không có người hướng dẫn tập luyện cụ thể mà người chơi ra sân tự tập luyện là chính. Do di chuyển với tốc độ cao nên những em mới bắt đầu chơi rất dễ bị tai nạn chấn thương. Chính vì vậy, để hạn chế và làm giảm nhẹ mức độ chấn thương từ những tai nạn té ngã khi chơi patin, thì các phụ huynh khi cho các em nhỏ chơi trượt patin cần phải nhớ trang bị và nhắc nhở các em thường xuyên sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi chơi. Từ ngày mùng 6 đến ngày 13 tháng 11, các địa phương huyện Vũ Thư tổ chức khám sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017. Năm 2017, huyện Vũ Thư dự kiến tuyển chọn gọi 420 thanh niên độ tuổi từ 18 đến 27 thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, trình độ văn hóa đối với nam thanh niên từ 18 đến 25 tuổi là từ lớp 8 trở lên, công dân qua đào tạo trình độ đại học cao đẳng độ tuổi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân đủ về số lượng, chất lượng, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11, 30 xã thị trấn xuống lệnh gọi gần 1.500 công nhân đến khám sơ tuyển. Nhờ chỉ đạo chặt chẽ các bước của quy trình tuyển quân, công tác nắm nguồn, tuyên truyền vận động gia đình có con em độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đang đi làm ăn xa, trở về địa phương khám tuyển, nên trong ngày đầu khám sơ tuyển, số thanh niên lên trạm đạt từ 80 đến 95%. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.